Tới đây chắc đây 3 ngày là cho đó. Hôm nuôi sản xong rồi là giờ qua đây. Dạ. Chiếc cô tiếp tục gọi là đi cắt thật mọi người trong buổi sáng này. Mấy cái anh phía sau là cái anh vừa tới cúng dường cho cô mọi người. Anh đi phía sau. Đang đi vô nhà do mình và tiếp tục trong một sáng ngày, tức là sáng ngày 26 tháng 7 năm 2024 thì cái khu dân cư đây là dạng là nó nằm trong cái thôn, trong cái làng đó mọi người, nên cũng bán nói chung là nhà cửa cũng tươm tất.
anh mà em đó là anh đó hồi nãy sư cô tới nhà nó rất cực mừng, anh đó cũng rất là mừng luôn, mừng rỡ luôn vì là sư cô đã tới nhà anh đó rất thực á, giờ anh cảm thấy rất là mừng rỡ, rất là phúc duyên khi được sư cô tới tới cái thực, bây giờ anh đó là đang theo cô trong cái đồng nghiệp như một thực rồi. Giống y luôn. Đúng rồi. Dạ anh không nhận ra được. Mọi người ai cũng đều nói là cô là giống sư Minh Tuệ. Con về Kiên Giang vùng xã Minh Hòa Minh Dương á, chỗ dân tộc Khmer. Dạ. Con về đó rồi mọi người cũng kêu cũng... con nhìn từ xa trẻ em thì những mọi người đó giống họ cũng nói con tưởng là thầy Thích Minh Tuệ. Dạ. Cũng giống dáng đó. À, hồi nãy mấy anh em chưa tới thì sư Cảnh Tuệ có chia sẻ hiện tại là cô bị chân đau nha, nhưng mà khi mà ra đây thì sư đã vái sư Minh Tuệ thì có một cái sự nhìn màu nào đó, cái chân sư đã hết đau. Dạ sư có thể chia sẻ lại cho mọi người. Buổi sáng là lúc xuống xe là sư còn đau hả? Dạ không phải chân. Là con đau chân mà con thường thường ngồi thiền á là không được lâu. Ngồi lâu nó đau. Tại mới bắt đầu vô thiền á, bỏ chân vô thiền kết già á. Dạ. Thì gặp trở ngại là đau, con phải ngồi bán già xong khoảng vài phút rồi con mới ngồi vào tư thế kiết già được. Nhưng mà bây giờ thì nhiệm màu là hồi sáng con xin thầy á là thầy tác ý cho con. Thầy tác ý cho con để con ngồi kiết già không có đau nữa. Thì con ngồi giờ con ngồi xuống bỏ chân lên kiết già bình thường. Con có đau như rất là bầu nhiệm. Với lại hồi đó con sau kim thì con đọc chữ không rõ, với lại sau kim không có được á. Nhưng mà từ ngày theo thầy Thích Minh Tuệ thì con sau kim rõ ràng, may đồ được luôn, nói chung là rõ ràng. Con mắt nó sáng ra hơn hả sư? Dạ, với lại giờ thì tuy ngày ăn một bữa nhưng mà không bệnh đau gì cả. Người rất là khỏe. Sư có thể chia sẻ là lúc đầu á là sư ăn một bữa như vậy có thấy khó chịu không? Lúc mà đầu mới bắt đầu tập á. Con từng tu sai như Phật Thích Ca ngày xưa cũng nhịn ăn 10 ngày á, con không ăn giọt nước là 6 ngày. Con tắm rửa ăn răng thì chỉ chịu đói con chịu được. Dạ nên cái nhịn một ngày một buổi đối với con là chuyện bình thường. Dạ. Nhưng mà lúc nó cũng có đói, còn cào vì bình thường mình ở nhà mình ăn hai bữa rồi ba buổi ví dụ vậy. Dạ. Nhưng mà khi mình nhịn ăn một buổi như vậy, ăn một buổi như vậy thì dạ dày cũng tiết dịch vị và còn cào khó chịu. Con ruột ha. Thì con đó con nói với cái dạ dày mình á là bạn đừng có tiết dịch vị ra nữa, tại vì bạn hãy đồng hành cùng tôi. Bây giờ chúng ta là tu hạnh đầu đà thì ngày chỉ ăn một buổi thôi. Thì mình đặt cái tâm mình vào cái dạ dày mình á, mình nói chuyện với nó, với dạ dày của mình, và tự nhiên bạn ấy không có tiết dịch vị ra nữa và mình không có nói nữa. Dạ, rất là tuyệt vời. Dạ. Cô sư sao sư không ở lại một đêm rồi thì mai sư về cho đỡ mệt, chứ sư mới lên đây mà về lại thì mệt thì sao? Dạ không sao, con thì con tính ở lại vài ngày nữa. Dạ. Nhưng mà do là giờ sợ ảnh hưởng đến nhiều người về chức năng nữa. Rồi nên con mới là chọn là về sớm. Dạ ra đây như vậy là cũng tọa nguyện rồi. Nên con cũng tranh thủ mà về nhà mình đã ẩn tu. Để không phiền đến người khác, không phiền đến cơ quan chức năng. Tại vì tụi con đưa sư lên đây là cũng là một địa điểm an toàn, rất chi là an toàn rồi. Mà bảo vệ an ninh ở đây cũng rất chi là tốt. Nên là đột ngột sư mới ra đây xong cái sư quay về liền thì con cũng biết là lý do như thế nào. Thì tụi con cũng có lên đây. Thì giờ con cũng sợ ảnh hưởng đến mọi người đó. Nhưng con không muốn liên lụy đến ai. Sợ ảnh hưởng đến mọi người nên con cũng tranh thủ về tu, ở đâu cũng tu được hết á, tu đâu cũng tu cả. Ở quê hương cũng tu được thì mình về quê hương mình tu. Dạ thấy chỗ nào an nhiên tự tại không ảnh hưởng đến người khác thì mình nên quay về. Dạ thưa sư, sư có thể chia sẻ thêm một vấn đề. Nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa cho phép sư về Khánh Hòa tu thì sư có chọn Khánh Hòa là nơi tu tập của sư không ạ? Con ước mơ lắm, con nói đây là một nơi đất thánh, tại vì những vị sư ẩn tu trên núi rất là nhiều, rồi sư phụ Thích Minh Tuệ của con ở đây nữa, rồi tu như vậy đó thì con cũng có cái ước mơ đó. Con cũng nói nếu như hội Phật giáo mà cho phép
và cơ quan chức năng mình cho phép. Rồi con của con mà khi con đã lo cho các cháu ổn định đâu đó thì con sẽ trở về về đây là lên núi tìm cái hang nào đó, ví dụ tìm cái hang đó rồi mình ẩn tu trên núi. Dạ. Ở đây A Di Đà Phật. Dạ. Dạ con cũng hy vọng là có một điều gì đó xảy ra để mà cô đạt được cái ước nguyện của mình. Dạ, dạ Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Cô đây là cô là quê của cô là ở đâu? Dạ quê gốc của con là người Quảng Trị. Dạ. Quảng Trị là Vĩnh Linh, Vĩnh Hòa. Dạ. Quảng Trị. Nhưng mà con mới sinh được 1 tuổi năm 1982 là 83. Năm 1983 là mẹ ẵm vào miền Nam. Dạ. Khu kinh tế mới ở Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Sư Minh Tuệ mình cũng là gốc từ Quảng Trị ra đó. Hà Tĩnh. Sư Minh Tuệ lại Hà Tĩnh. Nói chung là cũng gần nhau ha. Gần nhau. Cũng như là Bắc miền Trung ấy. Dạ, với thầy cũng hơn con 1 tuổi. Con 1982 thì 1981. Dạ. Đây mình đã gặp được sư cô rồi để nhìn. Dạ thưa cô, thì cũng được biết là có một thời gian mà cô ra ngoài Quảng Trị á cũng tháp tùng với tăng đoàn của sư Minh Tuệ, thì cô có thể chia sẻ những cái khó khăn ở đó cho mọi người biết được không ạ? À cái đó đó, đúng rồi. Thời gian mà sư còn đang ở Quảng Trị. Dạ. Dạ, khó khăn ở đó là tắc nghẽn giao thông. Dạ. Trở ngại với mọi người xô bồ ra quá rồi không có tịnh tâm được. Rồi nắng rất là nắng. Đường thì nóng rất là nóng. Nhưng mà cái nắng nóng thì mình có thể chịu được. Nhưng cái xô bồ đông đúc quá chen lấn rồi giao xe cộ khói bụi ầm ầm rồi đường người đi đông vậy đó. Dạ. Thì con thấy đó là một cái việc trở ngại. Dạ. Của người tu vì mình không có chánh niệm được. Dạ. Dạ thưa sư, trên cộng đồng mạng thì cũng có một số cái clip mà họ quay cái cảnh mà lực lượng chức năng mà điển hình là lực lượng phòng cháy chữa cháy có xịt cái bọt tuyết giảm nhiệt trên đường cho các sư và tăng đoàn đi á, thì lúc đó là có sư ở đó không ạ? Cái đó con không có ở đó, con không nhìn thấy. Dạ. Dạ. Sư đêm đó có 4 ngày rồi. Nhưng mà công an ở từ Quảng Trị vào Huế họ rất là nhiệt tình, họ rất là chu đáo. Dạ. Có nhiều lúc con hỏi dùm họ rồi họ cũng chắp tay A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, rất là chu đáo. Dạ. Dạ. Với ở Huế rất là tuyệt vời, trời ơi, họ hài Phật tử hai bên đường á, họ ôm hoa sen đứng đầy đường á. Dạ. Họ rải hoa. Dạ. Rải hoa nói chung là các con đi trên hoa, trên dạ. Hoa sen và hoa cúc đầy đường á, họ ôm hoa sen hình như một mùa sen hay sao á. Dạ. Mà rải hoa, họ ôm hoa đầy đường rồi các con được tặng hoa nữa. Dạ. Thật là tuyệt vời. Dạ, Huế rất là tuyệt vời. Dạ. Họ rất là mến mộ những trong tăng đoàn các con và những họ với người như các con này cho họ rất mến mộ và người rất là trọng về đạo Phật đó. Dạ. Dạ.